Nó nhiều nè, màu cam mà. Chiều bự cho bá gọi ông Sáu này. Chiều nay kêu chiều Batman hả chú? À, người dơi hả? À, chú này chiều sáng tạo tiết con diều nữa. Xong, coi thử coi nó có bị hư không. Kia một con gì màu cam nữa kìa. Tàu quư. Ông quất cái tông lên mà phát luôn. Xíu nữa quá dịu lao thẳng vô người mình luôn nghe, không để ý, xíu nữa là bành tù rồi, quay nó luôn. Cậu ơi chút xíu nữa, chút xíu nữa tông mình các bạn ơi. Rồi nó bay rồi, rồi rớt 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 rồi xong rồi các bạn. Còn nhiều này nó tông mình mà chút xíu nữa. Thằng chú nghiên cứu tặng này cũng chưa được đấy. Đây con khác này. Anh con lên cả hai rồi đó. Dạ. Ờ lên luôn á hả? Có màu đen quá đấy. À. Rồi anh kiểm tra tiếp luôn. Chiều này vừa rồi thấy thấp xuống rồi. Không, kéo luôn lên đi. Có một cái gì đó trục trặc hả anh em? Nhiều Batman. À, từ gần không được, tới gần thấy ông la đấy, chuẩn bị bay lên rồi nha. Thả con diều này rất là khó. Gió rất là nhiều đấy. Gió các bạn có thể nghe được tiếng camera. Xong. Các bạn có thể nhìn thấy là nước. Quay cho các bạn coi là
chủ gì bỏ luôn rồi. Bỏ luôn con diều này luôn rồi. Đây, các bạn nhìn thấy con diều. Zoom cho các bạn coi luôn. Đúng rồi. Đây. Nhiều to khiếp. Diều gì, diều cá mập phải không? Con hôm bữa hôm qua hôm kia mày thả cá mập phải không? Con này con gì? Đây là con quả ấy. Cái này diều sáo nhiều quá sợ phải không? Lên đụng dây phải không? Con này con diều trước mặt con diều gì mà giống cái giò voi dữ rồi. Chim ngược quay lại coi nó vừa như thế nào.
ông sáu này bự chứ. Chiều này mấy mét ta? 4 mét á, 4 mét rưỡi hả? Vừa rồi rớt xuống rồi gãy. Cái này em không biết nữa. Mấy ông hội chơi diệu chứ, đôi khi đã đem cái này đặt máy. Thì khung này tự làm thôi, nối. Nối nối này luôn. Ừ. Đường có chiều nào cũng có, ông nào giàu thì chơi nối inox, còn ông nào nghèo thì có bằng sắt. Cái này là hàn, hàn rồi xong rồi táp. Ừ. Rồi cái này mà may cái bạt này hay nè. Sáo hay, sáo nghe ủ bù bầm luôn nát. Mới rớt banh tô à. Rớt ông thả ông để đây, giờ hôm qua ông chơi ông tháo con này, giờ chơi con diều nhỏ. Diều này lên mà nó lên màu trời đẹp lắm. Màu đẹp. Ráp đi làm gọi đi ạ. Chết mẹ mưa rồi. Ê chị ơi. Mưa hôm nay còn mưa nắng. Ơi, mưa thôi đi. Còn phải kéo lấy xuống phê. Trùng rồi. Rồi anh kéo hôn đi sang anh kéo hộ em nha. Chị ơi. À, ở dưới này nó to vậy hả không? Lên kia chút xíu xíu à. Không còn giống như vậy luôn. Mưa nửa nắng. Này con này lên đẹp này. Con này lên bầu trời nổi luôn. Rồi, nhà sáng chế vĩ đại là về rồi. Ngày nào cũng mang nhiều ra sáng chế thử nghiệm hết đó. Ở chơi chú tại diều coi dông với mẹ chi. Mấy ngày nào cũng con diều kiểu đó của anh thiết kế anh đưa lên miết thôi. Ở ngoài Hà Nội có ông kia ông thả nhiều 6 mét mấy á. Nhiều 6 mét mấy ở dài là ông già to nhất Việt Nam à. Kéo lên. Ừ. Kéo dân như ruộng. Ở ngoài đó đâu có đồng như vậy đâu, mấy ông thả ngoài ruộng đó, Thái Bình rồi đó, Hải Dương á. Kéo lên dân xuống mương. Con này ừ, mình vẫn thua con kia. Đây chắc đây cũng cỡ mấy 6 à. Ở trên hóc môn bên kia nó chơi diều mà dài. Nè trời đang chúng đang dông. Đó, bầu trời nó dông ở dưới này nắng. Xì khói giữa đó. Cái này chơi được không?
ngon, nhiều đẹp màu sắc. Này Huy chiến tài luôn á, mang tắt luôn Huy á. Mặt trời bên kia này các bạn thấy không? Nhưng mà dưới này thì chúng ta thấy một bên là bên này là trời mưa này. Mưa này, giông này. Có cầu vồng luôn kìa. Còn bên này thì trời nắng chang chang. Hai thế giới. Mưa rồi chơi luôn. Thật chắc mưa rồi con, cứ nói mưa đi, mưa đi. Con nhìn lại con. Cầm ra. Còn một cái dây nữa. Tôi đi chăng như này luôn. Rồi, nó đi luôn, thử nghiệm luôn, đi quay coi thử nó lên không. Chắc lên mà, trời chưa giông to mà. Nhiều bự đẹp. Xích vào đây này chứ có được chứ có mấy người kìa. Thì bà dám bà xích vào đây nè, có mấy người như này đang ngồi kìa. Bà xích vào đây nhưng có mấy người ngồi kìa, rớt lỡ rớt trúng đầu họ. Đỡ luôn thằng tiên cá này lên luôn. Chờ chuẩn bị lên. Rồi vừa kịp con dông luôn nha các bạn. Ôi này nắng nắng nhưng mà lại đổ giọt mưa. Bay đi rất là xa. Con này nó lên nó kêu thôi dữ dằn luôn, rất gãy bà. Rồi mưa rồi tháo ra thôi.
người có con giống bây giờ. Lá cờ Việt Nam. Này sao chuông. Nó chơi con nhỏ nhỏ này dễ thương à. Con này mét mấy ta? Mét 6 hả? Như con này mình mua ở đâu ta? Mình mua ở đâu? Hả? Như con mấy con này mình mua ở đâu anh? Con này muốn mua ở đâu? Tự làm hả? Vải mình đặt ở đâu? Ở quê gửi vô hả? Ôi trời ơi. Giờ anh cầm ra đi. Này vải phải ở quê gửi vô mới có, Sài Gòn không có. Cầu vòng nữa các bạn ơi. Bên này nắng bên kia giông. Lại coi thả. Xà lắc xà lơ luôn rồi.